Nguyên phi Ỷ Lan nổi tiếng là phụ nữ tài năng và hiểu biết. Ngay khi vào cung, bà không lo chăm nhan sắc, mong chiếm được tình yêu của vua mà khổ công học hỏi, nghiền ngẫm kinh thư giúp vua chăm lo việc nước. Chiều nọ nhân tiết trời thu mát mẻ, xong việc thiết triều, nhà vua ngự giá hoa viên, bèn sai người mời Nguyên phi Ỷ Lan đến cùng uống rượu, ngắm qua. Tuy nhiên bà từ chối. Dạ bẩm hoàng thượng, Nguyên phi xin phép cáo lỗi, mong hoàng thượng lượng thứ. Nguyên phi đang đọc dở kinh thư, không thể cầu kiến ạ. Nguyên phi đúng là người tài sắc vẹn toàn, hãy cứ để nàng ấy đọc sách, ta sẽ chờ. Cuối ngày hôm đó, bà đến mong vua thứ lỗi. Vua không trách mắng mà còn tỏ ý khen ngợi. Vua Lý Thánh Tông bèn hỏi bà về kế trị nước an dân. Nguyên phi Ỷ Lan đáp: Thiếp thần nữ nhi tầm nhìn hạn hẹp, nhưng hoàng thượng đã hỏi thì cũng xin có đôi lời. Muốn nước giàu, dân mạnh, điều quan trọng là phải biết nghe lời can gián của đấng trung quân. Lời nói ngay nghe chướng tai, nhưng có lợi cho việc trị nước. Giống như thuốc đắng uống vào khó chịu, nhưng chữa được bệnh. Điều hệ trọng thứ hai là phải xem quyền hành là thứ đáng sợ. Quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người. Phàm xoay cái thế thiên hạ ở nhân, chứ không phải ở bạo. Hội đủ những điều ấy, nước Đại Việt sẽ hùng cường. Thật không hổ danh là nữ nhi thông minh nhất hậu cung. Ta thật hạnh phúc vì có nàng bên cạnh. Năm 1069, quân Kim Thành quấy rối ở biên giới phía nam Đại Việt. Trước tình hình nguy cấp đó, để giữ yên bờ cõi, vua Lý Thánh Tông thân chinh dẫn quân đánh giặc và giao lại việc nước cho Nguyên phi Ỷ Lan. Mà không quản ngại khó khăn vất vả, đến nhiều nơi để hiểu được đời sống của muôn dân. Chính nhờ chuyến đi này, bà giúp dân thoát khỏi cơ cực, cũng như trấn an dân chúng, củng cố triều cường. Năm đó đại hạn, người dân đói kém mất mùa, phải tha hương cầu thực rất cực khổ. Sau khi dò hỏi, bà nghi ngờ quan lại địa phương ăn chặn phần gạo, phát chẩn của triều đình, bèn sang người tìm hiểu. Bẩm báo, trong vùng có phú hào họ Phạm là bà con thân thích của phủ nha. Chúng thao túng lượng lớn gạo trong vùng rồi bán với giá cắt cổ. Chúng cũng thu mua tích trữ gạo phát trần của phủ nha và triều đình ạ. Bọn chúng thật to gan, dám làm những điều gian ác này sau lưng triều đình sao? Chúng coi thường phép nước đến như vậy, dân chúng chắc chắn rất lầm than. Ta sẽ không tha cho chúng. Thưa Nguyên phi, bọn chúng không những tham tiền mà còn giết người không ghê tay, nên để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta phải bí mật hành động ạ. Ta hiểu rồi, ta sẽ trừng trị tham quan ô lại, cường hào ác bá. Thị nữ, nhà ngươi mau về báo tin cho thái sư ở kinh thành. Còn ta và nhà ngươi sẽ đóng giả thương lái, mua bán lương thực, từng bước tìm đủ nhân chứng, vật chứng. Chờ khi thái sư đến mới ra mặt trừng trị bọn cường hào tham quan. Nối đồi, Nguyên phi cùng các cận vệ xuống đường phát gạo miễn phí cho dân lành. Dân chúng biết có người phát chẩn, bèn kéo về nhận gạo. Bọn cường hào không bán được gạo, liền tức tối bẩm báo quan. Quan địa phương cấu kết với gian thương, bắt Nguyên phi về quan phủ. Tiện nữ to gan, ngươi là ai mà dám kéo chân ta gây rối loạn giao thương, làm náo loạn trên phố? Nhà ngươi to gan, ngươi có biết đây là... Các ngươi còn dám mạnh miệng à? Ngươi đâu? Đánh chúng mỗi người đòi 50 trượng, tịch thu toàn bộ số gạo cho ta. Đúng lúc đó, thái sư Lý Đạo Thành dẫn quân đến. Mau dừng tay, hỗn xược. Thái sư Lý Đạo Thành. Thần đến muộn, xin Nguyên phi tha tội. Tân quan tham sợ hãi phục quy nhận tội. Bằng tài năng và tấm lòng nhân hậu yêu thương dân chúng, Nguyên phi Ỷ Lan đã trừng trị thích đáng những kẻ cường quyền, chuyên ức hiếp dân, giúp dân thoát khỏi cảnh đói nghèo nằm than. Dân chúng cảm phục tấm lòng của bà, khắp nơi đều lan truyền về những việc làm vì nước vì dân của Nguyên phi. Trong khi bà cai quản đất nước, muôn dân ấm no, sung túc,
đội quân đi dẹp Kim Thành của vua Lý Thánh Tông gặp nhiều bất lợi. Để bảo toàn lực lượng, vua quyết định rút quân. Tương truyền trên đường rút qua châu Cư Liên, vua gặp người đốn củi bèn cho gọi ông ta lại và hỏi về tình hình cuộc sống người dân vùng đó. Người này đáp: Thưa tướng quân, cuộc sống của chúng dân no đủ, ai cũng vui mừng phấn khởi, chăm chỉ làm ăn. Tốt như vậy sao? Chẳng hay vị quan nào làm phủ mẫu ở Chi Châu? À, là do chúng tôi có được phúc hưởng ân phúc của Hoàng thượng, chứ vị quan huyện thì... Có điều gì uẩn khúc sao? Ta đi chinh chiến lâu ngày, nên rất lo cho quê nhà. Người anh em có thể chia sẻ cho ta không? À, tướng quân đừng lo. Không chỉ vùng này, khắp nơi trên đất Đại Việt cuộc sống đều ấm no. Là do có Nguyên Phi ỷ Lan hết lòng giúp đỡ dân chúng trong lúc hạn hán mất mùa, trừ gian diệt ác, trừng trị bọn cường hào, ức hiếp dân lành, mang lại cuộc sống yên ấm, an vui cho người dân. Biết rõ câu chuyện, vua Lý Thái Tông thầm nghĩ: Nguyên Phi là phận nữ nhi yếu ớt mà còn làm được việc nước như thế. Ta là bậc thiên tử, chưa đánh đã vội ra lệnh lui quân, thật chẳng đáng hổ thẹn lắm sao. Sau đó vua bèn hạ lệnh cho quân lính tiếp tục hành quân lên đường quyết hạ Kim Thành. Cuối cùng nhờ có Nguyên Phi ỷ Lan giúp đỡ trị nước, nhà vua đem quân đánh thắng Kim Thành. Đất nước Đại Việt trong ấm ngoài êm, dần dần no đủ.